Hello, mình đang ở Tesnet để mà đi đón Mini. Mini mới đi check up sức khỏe, mình đang đi đón em. Như là ăn két ở đây không thấy nữa. Ở Tesnet bán rất là nhiều. Oh, có đồ chơi Halloween nữa nè. Wow, này Pika thích lắm mấy này nè, nó cứng lắm, cái nó gặm á. Đây có rất là nhiều đồ chơi. Nhìn tưởng đồ của nít là đồ của mấy bé bé cút. Halloween sale chưa? Hết Halloween rồi. Đó, nguyên cục kẹo nè. Dạ. Nó hơi mềm á, đúng không? Cái bán này em bé cũng thích nha. Họ có đồ Halloween, đồ Christmas nữa nè. Đây là tiệm ăn. Mini là đang check up ở Benfield. Có cái bệnh viện cho chó mèo ở trong đây luôn. Đây là đồ chơi nè. Đồ chơi 6 đâu một cái không à. Ngang ngửa đồ chơi của em bé luôn á. Đây, đồ chơi collection holiday dessert. Wow, mấy áo dễ thương chưa? Áo unicorn luôn nè. Trời, áo giống hoodie luôn rồi trời. À, nè, dễ thương không? Con gấu nè, bên này là con gấu nè. Áo này cũng xinh nè. 15 đồng luôn. Wow, mắc dễ sợ. Cái này mỏng mỏng luôn nè. Nuôi mấy em cuốn ở đây tốn tiền. Nhìn giống Patagonia không? Đó, mọi người thấy đây có cái súp dễ hơn nè. Hồi đó cũng đẹp á. Nổi. Cái này hồng xém. Cái nhưng mà nó nằm hơi khó không? Tại nó nhỏ. Để coi em bên này xong chua. Đây là xung quanh cửa tiệm. Ở đó có chỗ cắt tóc nữa cho cún. Ở đây có những đồ ăn để cho mấy bé cún nhai nữa nè. Giống như là xương mà đồ ăn làm khô á, nó cứng lắm. 10 đồng một cái luôn. Dạ mà, mắc dễ sợ. Này đúng không? Trời ơi, mắc. Vòng tay. Đây giống như vòng cẩm thạch. Vòng cẩm thạch giống như ai đeo này nhiều là giàu. Một cái 10 đồng. Mắc. Cái mini đi mua gì nè. Ồ, dễ thương chưa. Dễ thương, so cute. Nó mềm. À, mềm ha. Unicorn luôn. Hồi trước mini có cái ly giống như thế này mà không có đủ. Mini phải xài cái chắc chắn hơn. Xài mấy cái đó là em tuột mất lên chạy đi luôn. Mintu làm cái gì vậy? Đeo bông không? Đeo nơ không? Nữ tính hả? Tomboy hả? Đây có quá trời dây đủ màu luôn mọi người. Không nhưng mà to vậy chắc nè. Xịn quá ha. Trời ơi đồ đẹp. Xinh ơi xinh luôn. Đây nè. Theo một combo nè. Một cái này 13 đồng. Wow, 13 đồng một cái vòng cổ này. Đây là đủ màu sắc luôn. Từ màu xanh tới màu hồng. Rồi màu tối. Mini là lúc nào cũng xài màu hồng á.
xến lắm, xến chú lắm. Hôm qua đồ chơi không? Hôm qua đồ chơi anh coi không? Thôi Halloween hết rồi. Hôm qua Halloween rồi. Nên cá mập này hả? Thôi dữ dằn lắm con. Kìa kìa kìa, Minnie kìa. Minnie đứng đứng chụp hình với hot dog không kìa. Đứng chụp hình với hot dog không? Nó ra chụp hình chụp hết. Kìa đi chơi đồ chơi kìa. Ở cái hàng này là có quá trời đồ chơi cho mấy em cún luôn. Kìa em thích chơi gì, em thích mua gì? Em ăn cua không? Cua không sầu. Cua thịt sữa đã ăn seafood không? Em thích gì nè? Gấu, sói, khỉ. Giáo con sao này hả? Em thích chơi mấy cái con giống như thế này hả? Này hả? Chích chích. Em đến nè. Chơi cá mập không vậy? Chơi cá mập hả? Hay là con gì nè? Sở thích của em Sù rất là lạ lùng. Cái này á, ủa không phải, cái loại kia là đây nè, để bóp đây nè, nó gặm vô. Mấy này bên chỗ không gặm nổi, là bự lắm. Ơ Minnie, ủa này nhìn vô tưởng đồ cho em bé nha. Sù cái này không? Ở đây có mấy cái bao ni lông để đựng cục ị. Làm khắc thật này ha. Làm dễ thương quá trời. Đây nè. Cái này có đồ đựng nè mọi người. Đây có cái ống đựng nè để mình bỏ vô cái dây á. Khắc thật không? Ở đây. Mà cục này không đẹp. Nhìn giống con cua cà. Sorry. Em chào. Chào. Có muốn gì? Muốn gì không? Muốn gì không? Tích chút. Sao? Có đồ Halloween nè nè. Merry and Rice. Ở quên đồ Christmas chứ. Lộn. Nãy giờ có nói Halloween rồi. Ở bên đây là bán đồ cho mấy con bọ sát nè. Không mấy cái này mình sợ không dám bay gần đó. 120 đồng một con gì nè. Thấy không? Hai thành lần trăng. Hai thành lần trăng. Wow, nhìn thấy sợ quá. Lisa nè. Gecko giống con Geico. Mà Mỹ thích nuôi những cái con giống như thế này mọi người ơi. Đi coi cá không? Sao? Đây, let's go. Ở đây có. Trời. Thấy cháu người ta mà sần sổ không? Cháu kim màu đen nó bự. Đi coi cá nè. Hổ báo quá à. Em hổ báo quá. Từ từ. Nè cá nè. Cá ở đây thì có nhiều loại cá rẻ lắm. Nó này 3 đồng. Ồ, snail là ốc là 3 đồng nè. Có nhiều loại cá mọi người. Trước mình mua cá giống như là để mà cho những cá lớn ăn á. Mua có mấy chục sen là mình nuôi cũng được. Cá lao kiếm nè. Cá phát sáng là sự. Cá phát sáng này thì mắc hơn 9 đồng một con. Wow, kia mắc xanh luôn kìa. Màu hồng dễ thương không? Để lên coi kìa. Sự á, đây. Cái giống như là vằn, ngựa vằn này nọ. 10 đồng một con. Ơ, nó cái này có 3 đồng à. Cái này mới 10 đồng.
mấy cá vàng thì rẻ lắm. Ở đây là đầy đủ loại cá luôn, giống như cá biển nữa. Con nó 8 đồng. Đang on sale kìa. Con mấy con vàng. Em muốn làm cái gì ạ? Có đi về không? Về chưa? Nó cá koi nè. Ồ, cái này là goldfish, nó là cá vàng 6 đồng. Em này 34 đồng luôn. Bự. Đây có bán mấy cái hồ cá nè. Cái này cũng đẹp, để cho mình. Hồ cá. Mình không thấy giá nha. Ok, bây giờ đi về. Ở đây là thường có mèo nè, nhưng mà hôm nay không thấy. Ok, đi về. Kiểu em chó gì kìa. Miếng chó. Bé à. Oh sorry. Em kia sợ miếng sâu. Sợ miếng sâu thấy bự con hơn sợ rồi. Sâu nè. Sâu, bye đi. Sâu bye mọi người đi. Sâu, bye đi. Bye nè, bye nè. Bye không, bye mọi người không. Đây nè bà ơi, mai mốt cho bà đi cắt tóc đi. Xù tùm lum la nè, thấy ghê quá. Người bị mát tùm lum nè. Ok bye. Bye bye bye. Trời ơi, Mini Nguyễn là trời. Benfield Pest Hospital, Mini Nguyễn. Ba đã đón em kìa. Ba, cái dây có ghi Mini Nguyễn nữa kìa. Ủa nó cho sợi dây à? Ủa dây của mình ba đem vào đúng không? Trong xe. Dây Mini Nguyễn không ba? Nó cho sợi dây luôn. Hai sợi luôn. Chắc tại nhoi quá đó. Ai đó? Ủa cha. Mini Nguyễn, không phải Mini hay Minh Đếp. Vậy chụp biết chứ, vậy chụp biết chứ. Mới thúi quá. Ủa chê chị Như dơ hay là Mini dơ? Cái nào dơ? Nhìn kìa, ghét không? Ghét bà không? Thôi, ok, ở trường á.